Trâm mến chào quý vị khán thính giả đang tới với thời lượng của chương trình Thời sự 365, kênh thông tin tổng hợp những tin tức an ninh an toàn đáng chú ý trong nước và thế giới đã diễn ra trong 24 giờ qua. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tới với chuyên mục điểm những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trưa ngày 25 tháng 11, dịch tăng nhiệt ở nhiều địa phương, hàng nghìn F0 cộng đồng. Bình Dương hơn 80% số ca F0 nhập viện là người đã tiêm vaccine. Dịch COVID-19 ở Bà Rịa Vũng Tàu đã lây lan rộng và sâu trong cộng đồng. Vì bà bán tạp hóa cổng trường, hơn 500 học sinh và giáo viên là F1, F2. Bắt phó giám đốc bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Dũng. Trưa ngày 25 tháng 11, dịch tăng nhiệt ở nhiều địa phương, hàng nghìn F0 cộng đồng. Thưa quý vị, miền Tây ghi nhận hàng loạt F0 cộng đồng. Cụ thể, Cần Thơ ghi nhận 942 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 26 ca xét nghiệm cộng đồng, 163 xét nghiệm tại cơ sở y tế, 48 ca trong khu cách ly, 201 ca trong khu phong tỏa và 504 ca cách ly tại nhà. Số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 20.026 ca, đã điều trị khỏi 10.124 người. Trong ngày, địa phương này có 3 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 162. Hiện Cần Thơ đang có 5.655 F0 triệu chứng nhẹ cách ly, điều trị tại nhà và có 6.180 F1 đang cách ly y tế tại nhà. Đồng Tháp ghi nhận 625 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 179 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 18.465 ca. Số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 5.837 ca. Trong ngày, tử vong 3 ca, nâng số ca tử vong lên 252 ca. Sóc Trăng có 491 ca mắc COVID-19, trong đó số ca nhiễm qua truy vết sàng lọc, trong đó có 283 ca cộng đồng. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 13.822 ca mắc COVID-19, đã chữa khỏi 9.140 ca. Số trường hợp tử vong trong ngày là 5 ca, nâng tổng số lên 87 ca. Vĩnh Long có 482 ca COVID-19 mới, trong đó 445 trường hợp cộng đồng, 14 trường hợp là F1 thành F0 và 23 ca sàng lọc tại cơ sở y tế. Bạc Liêu có 418 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng có đến 173 ca cộng đồng và có 105 ca dưới 18 tuổi. Tổng số ca mắc cộng dồn là 10.629 ca. Tổng số ca đã điều trị khỏi là 6.487 ca. Số ca tử vong trong ngày 1 nâng tổng số tử vong lên 98 trường hợp. Trà Vinh phát hiện 299 F0 mới, trong đó 206 ca cộng đồng. Đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 6.409 ca mắc COVID-19, có 42 ca nhập cảnh, đã điều trị khỏi 2.799 trường hợp, số ca tử vong 40. Bến Tre ghi nhận thêm 430 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có đến 415 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 5.514 ca, ca điều trị khỏi là 2.927 ca, số ca tử vong 60. Kiên Giang phát hiện 398 F0, trong đó 117 ca cộng đồng, 218 ca trong khu phong tỏa, 63 ca trong khu cách ly. Tổng số ca mắc cộng dồn là 17.562, ca điều trị khỏi 14.337, số ca tử vong 31. Hậu Giang trong 24 giờ qua ghi nhận 328 ca COVID-19, trong đó 187 ca cộng đồng. Tính từ đầu đợt dịch ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 4.465 ca mắc, đã điều trị khỏi 2.150 ca. An Giang ghi nhận 250 F0, nâng tổng số ca mắc lên 21.688 trường hợp, có 19 trường hợp tái dương tính, trong đó có 15.581 ca đã khỏi bệnh. Trong ngày hôm nay, địa phương này ghi nhận 146 ca cộng đồng. Hôm nay, An Giang ghi nhận đến 17 ca tử vong, nâng tổng số lên 327 ca tử vong. Cà Mau ghi nhận thêm 224 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 142 trong khu cách ly, 33 trường hợp trong khu phong tỏa và 48 ca cộng đồng. Tiền Giang phát hiện 60 F0, trong đó 14 ca cộng đồng và 45 trong khu cách ly, 1 ca trong khu phong tỏa. Hiện địa phương này đã ghi nhận 24.116 F0, đã điều trị khỏi 18.532 ca. Trong ngày tử vong 6 ca, nâng tổng số tử vong cộng dồn lên 492 ca. Để kiểm soát dịch, Hậu Giang quy định tiêm đủ 2 mũi vaccine mới được đi chợ, mỗi tháng chỉ 15 lần. Cần Thơ yêu cầu người chưa tiêm vaccine hạn chế ra khỏi nhà.
Bạc Liêu không tổ chức các hoạt động tập trung trên 10 người. Từ 20 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, mọi người không được ra đường. Hà Nội, một ngày tới 159 ca cộng đồng. Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày 24 tháng 11, trên địa bàn phát hiện thêm 285 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 159 ca cộng đồng. Đây cũng là ngày Hà Nội ghi nhận nhiều F0 cộng đồng nhất từ khi COVID-19 bùng phát. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 8.547 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 3.204 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 5.343 ca. Hà Nội đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi tại 26 quận huyện thị xã. Đến nay, Hà Nội tiêm được 133.257 mũi tiêm, sử dụng 132.324 liều vaccine cho nhóm đối tượng này. Vĩnh Phúc, ổ dịch lớn liên quan đến hai đám cưới. Từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11, huyện Yên Lạc ghi nhận 106 ca F0 thuộc các xã Trung Kiên, Nguyệt Đức, Tam Hồng, thị trấn Yên Lạc, Tề Lỗ, Hồng Châu, nâng tổng số ca mắc của toàn huyện từ trước tới nay lên con số 300 ca. Trong đó có nhiều ca mắc liên quan đến hai đám cưới tại thôn Chùa, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc. Yên Lạc đã tầm soát truy vết dịch tễ tiếp xúc với F0 được 1.267 F1. Hiện có 754 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung, 510 trường hợp cách ly tại nhà, 2.139 F2 đang thực hiện cách ly tại nhà. Riêng xã Trung Kiên là 567 trường hợp. Chính quyền sở tại đang yêu cầu người dân tạm dừng tất cả đám cưới, đám hỏi, công tác tầm soát, truy vết dịch tễ được thực hiện gắt gao. Hà Nam, 24 F0 mới. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 24 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 24 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 24 trường hợp, có 5 trường hợp ở ổ dịch mới tại xã An Nội, huyện Bình Lục, 8 trường hợp trở về từ các địa phương khác, còn lại là các trường hợp liên quan đến những ca bệnh cũ. Nam Định, thêm 56 ca COVID-19. Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, trong ngày 24 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Nam Định phát hiện 56 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 56 ca bệnh có 11 ca tại huyện Hải Hậu, 26 ca tại thành phố Nam Định, 11 ca tại huyện Giao Thủy, 3 ca tại huyện Trực Ninh, 1 ca tại huyện Nghĩa Hưng và 4 ca tại huyện Xuân Trường. Thái Bình, 45 người nhiễm SARS-CoV-2. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, ngày 24 tháng 11, tỉnh Thái Bình ghi nhận 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 4 trường hợp tại cộng đồng đã xác định nguồn lây, 1 trường hợp tại thành phố Thái Bình, 2 trường hợp ở huyện Vũ Thư và 1 trường hợp tại huyện Kiến Sương. Thanh Hóa vượt mốc 2.000 ca COVID-19. Trong 24 giờ qua, Thanh Hóa ghi nhận 98 ca mắc COVID-19, trong đó 54 trường hợp phát sinh trong tỉnh, còn lại là những trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang được cách ly. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 2.074 bệnh nhân COVID-19, có 1.080 người được điều trị khỏi, được ra viện, 12 bệnh nhân tử vong. Đến nay, Thanh Hóa đã triển khai tiêm được hơn 2,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong ngày, địa phương này có 2 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Nghệ An, ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng giảm sâu. Tỉnh Nghệ An ghi nhận 118 trường hợp mắc COVID-19 mới, với 3 ca COVID-19 cộng đồng tại huyện Đôn Lương 2 ca và huyện Nghĩa Đàn 1 ca, giảm mạnh so với 57 ca cộng đồng ngày 23 tháng 11. Ngày 24 tháng 11, tỉnh Nghệ An có 74 bệnh nhân ra viện, không có ca tử vong. Hiện còn 962 bệnh nhân đang điều trị. Hà Tĩnh, thêm nhiều ca mắc cộng đồng. Ngày 24 tháng 11, Hà Tĩnh ghi nhận 33 ca mắc COVID-19, trong đó có 11 ca cộng đồng. Các trường hợp còn lại đã được cách ly. Tính từ ngày 4 tháng 11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 393 ca mắc COVID-19, trong đó có 68 ca trong khu vực phong tỏa và 120 ca trong cộng đồng. Quảng Bình, 46 ca mắc mới. Trong ngày 24 tháng 11, Quảng Bình ghi nhận 46 ca mắc mới trong ngày. Địa phương này có thêm 36 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện. Tính đến ngày 24 tháng 11, Quảng Bình đã ghi nhận 2.487 ca mắc COVID-19, trong đó 2.154 người đã khỏi bệnh và xuất viện. Hiện còn 327 trường hợp đang tiếp tục điều trị. Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tiêm trên 670.000 mũi vaccine phòng COVID-19 và có hơn 172.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Quảng Trị thêm nhiều ca cộng đồng. Ngày 24 tháng 11, Quảng Trị ghi nhận 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận. Trong đó, 5 trường hợp phát hiện qua giám sát cộng đồng tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, 10 trường hợp trong khu phong tỏa, 20 trường hợp trong khu cách ly tập trung, còn lại là những trường hợp cách ly tại nhà. Trong 3 ngày qua, tại xã Triệu Trạch đã phát hiện 17 ca COVID-19, hầu hết là ca cộng đồng. Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 835 ca mắc COVID-19, 276 ca đang điều trị.
Dịch COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trong ngày 24 tháng 11, 11.789 F0 được ghi nhận tại 59 tỉnh thành, tăng 663 so với ngày trước đó, với 6.578 ca cộng đồng. Bình Dương, hơn 80% số ca F0 nhập viện là người đã tiêm vaccine. Thưa quý vị, tối ngày 24 tháng 11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cảnh báo số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vẫn còn diễn biến phức tạp, với hơn 80% số ca F0 mới phải nhập viện là người đã tiêm vaccine từ 1 đến 2 mũi, trong đó nhiều trường hợp tử vong. Trong ngày 24 tháng 11, Bình Dương ghi nhận thêm 15 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 trong đợt thứ tư ở địa phương này lên đến 2.643 người. Cũng theo ngành y tế Bình Dương, trong số các ca bệnh mới có khoảng 5-10% số người hiện chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Số liệu trên khiến ngành y tế tỉnh Bình Dương lo ngại còn nhiều người chưa tiêm vaccine vì nhiều lý do khác nhau như đang trong thời gian điều trị các bệnh khác và có người có lý do khách quan nên chưa được tiêm. Hiện Bình Dương đã tiêm được 4.241.585 liều trên 4.520.214 liều được phân bổ, 2.442.041 liều mũi 1 và 1.799.544 liều mũi 2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Trương cho biết, số ca chưa tiêm vaccine dễ bị mắc COVID-19 và diễn tiến nặng dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn so với người đã tiêm vaccine. Cụ thể, với người đã tiêm vaccine đầy đủ, rủi ro nhập viện giảm xuống còn dưới 30%, người chưa tiêm có tỷ lệ nhập viện trên 70%. Cùng với đó, số người chưa tiêm vaccine bị tử vong chiếm đến 75% trong số các ca bệnh nặng. Theo đó, ngành y tế yêu cầu những người chưa tiêm vaccine đến ngay các trung tâm y tế huyện, thị xã để được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cũng theo thông tin của ngành y tế, hiện nay, mặc dù trên địa bàn tỉnh Bình Dương phần lớn đã tiêm một mũi và hơn 80% tiêm đủ hai mũi, nhưng do biến thể Delta rất dễ lây bệnh nên số F0 trong cộng đồng vẫn còn rất lớn, trong đó có đến 45% người lao động tại các doanh nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hơn 8.000 F0 đang điều trị tại nhà. Theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát hiện 698 ca mắc COVID-19 mới đã qua xét nghiệm RT-PCR và đã có đầy đủ các thông tin dịch tễ. Số ca mắc tăng tại thị xã Bến Cát, thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một, huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên. Qua sàng lọc cộng đồng phát hiện đến 12,5% số người mắc và trong khu phong tỏa là 61,2% số còn lại trong các cơ sở y tế. Như vậy, tính từ đợt dịch thứ tư sau khi đăng ký bổ sung thêm thông tin 28.000 ca F0, đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 lên đến 278.102 ca. Dịch COVID-19 ở Bà Rịa Vũng Tàu đã lây lan rộng và sâu trong cộng đồng. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tính từ 18 giờ ngày 23 tháng 11 đến nay, tỉnh này ghi nhận 586 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 312 ca, trong đó 62 ca trong khu cách ly tập trung, 250 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 34 ca, gồm 8 ca trong khu cách ly tập trung, 1 ca đang cách ly tại nhà, 4 ca trong khu vực phong tỏa và 21 ca ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ có 155 ca, trong đó 9 ca trong khu cách ly tập trung, 44 ca đang cách ly tại nhà, 16 ca trong khu vực phong tỏa, 86 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 26 ca, gồm 18 ca trong khu cách ly tập trung, 3 ca đang cách ly tại nhà, 5 ca ngoài cộng đồng. Huyện Đất Đỏ có 11 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly tập trung, 3 ca đang cách ly tại nhà, 1 ca trong khu vực phong tỏa, 6 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 44 ca, gồm 18 ca trong khu cách ly tập trung, 26 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc có 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Hiện nay đã lây lan sâu và rộng trong cộng đồng do sự thiếu tập trung trong chỉ đạo nhiệm vụ phòng chống dịch của một số cơ quan địa phương, sự chủ quan, mất cảnh giác của một số người dân, doanh nghiệp. Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các địa phương cần phải xác định tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đi đôi với từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Do đó, phải sâu sát tình hình, làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch để kiềm chế đến mức thấp nhất việc phát sinh ca F0.
đẩy nhanh độ bao phủ vaccine mũi 2, đảm bảo thuốc điều trị, nâng cao năng lực hệ thống y tế, giảm thiểu tỷ lệ tử vong do COVID-19, đẩy mạnh kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy trình phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, chuẩn bị đầy đủ nguồn thuốc kháng virus để chuẩn bị áp dụng điều trị F0 tại nhà và nơi làm việc, quản lý chặt chẽ các chợ tạm, chợ cóc, không để các địa điểm này thành nơi lây lan dịch bệnh, triển khai ngay hoạt động của các trạm y tế lưu động ở xã phường thị trấn, đảm bảo đầy đủ các điều kiện trên tinh thần linh hoạt, kêu gọi đội ngũ y tế tư nhân, y tế học đường, lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, sinh viên y khoa, tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ, bố trí trực 24/24 để kịp thời tiếp nhận hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân. Cùng ngày, tỉnh Bình Định có 470 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó thành phố Phan Thiết 129 ca, 64 ca ngoài cộng đồng, 65 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Đức Linh 111 ca, gồm 27 ca sàng lọc cộng đồng, 84 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Tuy Phong 74 ca ngoài cộng đồng, huyện Hàm Thuận Nam 58 ca, 36 ca ngoài cộng đồng, 22 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Bắc Bình có 42 ca, 24 ca ngoài cộng đồng, 18 ca trong khu cách ly tập trung. Thị xã La Di 32 ca, gồm 25 ca ngoài cộng đồng, 7 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Tân 11 ca, 9 ca sàng lọc cộng đồng, 2 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Tánh Linh 10 ca, 9 ca ngoài cộng đồng, 1 ca trong khu cách ly tập trung. Hôm nay, thành phố Phan Thiết yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 gửi về các cơ quan đơn vị sau để được phê duyệt trước khi hoạt động. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Phan Thiết gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận, đối với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp Phan Thiết gửi về Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết thông qua phòng kinh tế, đối với các hộ kinh doanh cá thể gửi về Ủy ban nhân dân các phường xã. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết cũng yêu cầu kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng chân trên địa bàn. Đối với các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền kiểm tra, xử lý báo cáo về các đoàn tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Phan Thiết để phối hợp kiểm tra xử lý kịp thời. Vì bà bán tạp hóa cổng trường, hơn 500 học sinh và giáo viên là F1, F2. Thưa quý vị, hơn 500 học sinh và giáo viên trường trung học cơ sở bán trú Lợi Lạc trở thành F1 và F2 sau khi người phụ nữ bán tạp hóa nhiễm COVID-19. Tối ngày 24 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn này đã ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 được công bố sáng cùng ngày là bà T, sinh năm 1972, trú xóm Hưng Thịnh, xã Nghĩa Lợi. Được biết, bà T được xét nghiệm sàng lọc cộng đồng vào ngày 23 tháng 11 cho kết quả dương tính. Sáng ngày 24 tháng 11, bà T có kết quả nhiễm COVID-19. Bà T là người bán tạp hóa trước cổng trường trung học cơ sở bán trú Lợi Lạc, chồng bà làm bảo vệ của trường. Sau khi bà T được xác nhận nhiễm COVID-19, cơ quan chức năng lập tức phong tỏa nhà bà T cùng khu vực trường trung học cơ sở bán trú Lợi Lạc. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với bà T và xác định có hơn 500 học sinh và giáo viên liên quan, trong đó có 160 học sinh, giáo viên là F1, số còn lại là F2. Liên quan đến các trường hợp này, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho học sinh trong trường và người dân xung quanh nơi nhà nạn nhân sinh sống. Tại xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn, có một trường hợp nhiễm COVID-19 là công chức làm việc trong ủy ban xã. Sau khi phát hiện ca bệnh này, cán bộ, công chức khác được cách ly tập trung tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Bình 14 ngày từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 năm 2021. Bắt phó giám đốc bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Dũng. Thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 11, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh, số 280 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 54 ngày 28 tháng 10 năm 2020, ngày 8-9 tháng 2 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 bị can gồm Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Thị Trinh Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh, Phí Duy Tiến, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Quốc Toàn, nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức,
tham gia chỉ đạo thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018 của Bệnh viện Mắt TP.HCM về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tiến hành điều tra mở rộng căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 đối tượng là cán bộ, viên chức Bệnh viện Mắt TP.HCM với vai trò đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự. 4 bị can gồm Nguyễn Chí Dũng sinh năm 1965, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, Phan Thị Bích Hạnh sinh năm 1971, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Mắt TP.HCM, Nguyễn Đỗ Nguyên sinh năm 1962, Trưởng khoa Tổng hợp Bệnh viện Mắt TP.HCM và Lương Ngọc Tuấn sinh năm 1965, Phó trưởng khoa Khám mắt Bệnh viện Mắt TP.HCM. Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt các bị can để tạm giam. Ngày 24 tháng 11 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Theo tài liệu điều tra năm 2018, Bệnh viện Mắt TP.HCM tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018 để mua sắm vật tư phục vụ điều trị, khám chữa bệnh. Khi thực hiện đấu thầu mua sắm, một số cá nhân lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM đã làm trái quy định của pháp luật về đấu thầu để loại mặt hàng thủy tinh thể nhân tạo cùng tương đương đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và có giá dự thầu thấp nhất. Mua các mặt hàng thủy tinh thể có giá dự thầu cao gồm thủy tinh thể nhân tạo CA Aspina 509M với giá 3,1 triệu đồng một cái, thủy tinh thể nhân tạo CT Arpina 509MP với giá 3,6 triệu đồng một cái, thủy tinh thể nhân tạo CT Lucia 601PI với giá 3,4 triệu đồng một cái, thủy tinh thể nhân tạo CT Lucia 201P với giá gần 3 triệu đồng một cái. Việc Bệnh viện Mắt TP.HCM lựa chọn mặt hàng thủy tinh thể có giá cao hơn trúng thầu trái quy định dẫn đến việc bảo hiểm y tế của người bệnh phải chi trả thêm phần chênh lệch, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 14,2 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 5 tỷ đồng, người bệnh có bảo hiểm y tế hơn 7 tỷ đồng, người bệnh không có bảo hiểm y tế gần 2 tỷ đồng. Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông tin để các cá nhân là bị hại biết liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Trưởng phòng 4C01 để giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Số điện thoại trực ban: 0692345860. Số điện thoại di động: 0975919247.